Xin chào tất cả các bạn. Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thành tất cả các bước trong danh mục Mainnet để di chuyển sang Mainnet một cách nhanh nhất. Bởi vì gần đây thì VNetwork đã thông báo về thời gian ăn hạn KIC 6 tháng. Có nghĩa là nếu như vượt quá thời gian này mà không hoàn thành xong nộp đơn KIC hay danh mục Mainnet thì bạn sẽ mất hầu hết shopee của mình. Cụ thể, từ bây giờ đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, các tài khoản đã đủ điều kiện phải nộp đơn KIC và trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, bạn phải hoàn thành các bước trong danh mục di chuyển sang Mainnet, và yêu cầu này cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả những tài khoản tham gia vào VNetwork vào giai đoạn cuối năm 2024. VNetwork sẽ có một bộ đếm ngược thời gian trong vòng 3 tháng và 6 tháng. Khi bộ đếm ngược này về số 0 thì bạn hết thời gian để thực hiện. Thời gian mỗi người là khác nhau tùy vào tình trạng đơn yêu cầu của mỗi pioneer. Tuy nhiên, có những trường hợp bộ hạn giờ sẽ tạm thời dừng đối với những trường hợp sau. Thứ nhất là tài khoản nó chưa đủ điều kiện để KIC. Điều kiện ở đây là ít nhất các bạn phải khai thác 30 phiên. Nếu như bạn là tài khoản mới và chưa đủ 30 phiên khai thác thì đồng hồ này nó cũng sẽ chưa được tính. Thứ hai là đối với trường hợp những pioneer đang nằm trong tình trạng KIC dự kiến hiển thị màu cam thì bộ hạn giờ 6 tháng cũng sẽ dừng. Có nghĩa bạn cũng sẽ không sợ thời gian bị đếm ngược đến hết. Thứ ba là đối với những pioneer mà thực hiện KIC rồi nhưng bị treo trong vòng trên 1 tháng thì bộ hạn giờ nó cũng sẽ không có chạy, nó sẽ dừng lại. Thì trong trường hợp này các bạn cũng sẽ yên tâm là các bạn cũng sẽ không sợ bị mất hết thời gian. Thì nó sẽ có hai trạng thái, bạn nhìn vào đây nha. Nếu như cái này nó có hiển thị đồng hồ đếm ngược là 1 và nó có màu cam như thế này thì có nghĩa là đồng hồ này nó đang được chạy. Còn trong trường hợp mà các bạn nhìn thấy đồng hồ của mình nó không có màu gì cả, nó mờ mờ như thế này, có nghĩa đồng hồ của bạn đã tạm dừng. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện hoàn thành 9 danh mục Mainnet. Các bạn vào phần menu ba gạch ở bên góc trái màn hình, chọn phần Mainnet, kéo xuống phần danh mục Mainnet, nhấp vào. Ở đây sẽ có tổng cộng 9 bước bạn cần hoàn thành trong 6 tháng. Thì đây là bước từ 1 cho đến 9, các bạn cùng nhìn qua. Đầu tiên là tải ứng dụng P-Browser. Bạn nhấp vào và sau đó nhấp vào chữ đăng nhập vào P-Browser. Nếu như bạn chưa bao giờ tải P-Browser, nó sẽ thực hiện tải cho các bạn. Bước đầu tiên rất là dễ. Sau khi bạn hoàn thành xong, nó sẽ có màu xanh lên như thế này. Đến bước thứ hai là bước tạo ví P-Network. Đây là một bước cực kỳ quan trọng bởi vì sau này tất cả shopee của bạn sẽ di chuyển về đây. Vậy thì làm sao để tạo ví? Thì sau khi các bạn nhấp vào, nó sẽ có phần tạo ví như thế này. Bạn nhấp vào để tiến hành tạo ví. Đối với những ai chưa tạo ví lần đầu, còn đối với những ai tạo ví mà quên mật khẩu ví thì bạn có thể chọn phần tạo ví ở bên dưới. Ở đây là phần chữ nhỏ màu xanh là phần bạn có thể tạo một ví mới. Bạn nhấp vào. Sau đó bạn tiếp tục nhấp vào phần tạo ví mới ở đây. Nếu như hệ thống báo hiện không thể truy cập được ví bi vui lòng thử lại sau, thì bạn vui lòng chờ ít nhất 7 ngày để tạo lại ví mới. Trong khi tạo ví mới, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn 24 cụm từ như thế này. Bạn copy và lưu trữ nó an toàn. Và đừng bao giờ để quên cùng mật khẩu ví của mình. Mình sẽ ghi video hướng dẫn cách để lưu trữ mật khẩu ví hiệu quả ở bên dưới phần bình luận và mô tả trong video này để cho các bạn có thể biết cách lưu trữ ví pi một cách an toàn và hiệu quả nha. Lưu ý rằng mật khẩu này rất quan trọng. Bạn mất mật khẩu này thì bạn không thể nào lấy lại mật khẩu giống như các mật khẩu thông thường mà bạn buộc phải tạo lại ví mới. Và pi của bạn thì sẽ về ví này, nên trong trường hợp các bạn mất mật khẩu ví, bạn cũng sẽ không thể truy cập vào ví của mình để sử dụng số pi. Nên là hãy lưu ý, các bạn copy và lưu trữ mật khẩu ví mình xong thì sau đó ví sẽ được tạo. Sau khi tạo ví xong thì hãy qua bước thứ ba là xác nhận ví của bạn. Bạn xác nhận ví bằng cách nhập cụm mật khẩu 24 ký tự của ví bạn vừa tạo ở đây và nhấp vào phần xác nhận ví của bạn. Khi đó mục số 3 sẽ xanh lên với địa chỉ ví xác nhận ở đây. Bạn có thể kiểm tra lại địa chỉ ví của mình xem có chính xác với địa chỉ của ví vừa tạo hay không nhé. Sau đó tiếp tục chúng ta đến với bước số 4 là cam kết cấu hình khóa. Bước này các bạn có thể khóa hoặc không khóa, nhưng bạn buộc phải cam kết. Bạn nhấp vào bước số 4 ở đây, chọn một tỷ lệ khóa nhất định theo mong muốn của mình, và sau đó nhấp vào chữ cam kết gia tăng ở đây. Khóa sẽ giúp cho các bạn tăng phần thưởng khai thác lên, giúp cho các bạn khai thác được nhiều pi hơn. Sau khi hoàn thành bước số 4, chúng ta đến với bước số 5, một bước mới, đó là bảo mật tài khoản của bạn.
Bước này thì các bạn cần phải hoàn thành một trong hai điều kiện là xác minh số điện thoại hoặc liên kết tài khoản với Facebook. Bạn chỉ cần chọn một trong hai hoặc hoàn thành cả hai bước. Đối với liên kết Facebook thì rất là dễ rồi. Bạn chỉ cần vào phần hồ sơ, sau đó kéo xuống mục bên dưới và chọn phần xác minh với Facebook ở đây. Và sau đó liên kết tới Facebook của mình để xác minh. Sau khi xác minh Facebook xong thì nó sẽ tích sẵn ở bên góc phải màn hình ở đây. Còn đối với trường hợp xác minh số điện thoại thì như thế nào? Thì bạn làm theo hướng dẫn như mình nha. Trước tiên để xác minh số điện thoại thì số điện thoại đó cần phải chuyển vùng quốc tế. Về chuyển vùng quốc tế thì mỗi mạng điện thoại nó sẽ có một cú pháp riêng. Thì như mình xài mạng Viettel thì mình sẽ sử dụng cú pháp là CVVT như thế này. Còn nếu các bạn sử dụng mạng khác thì các bạn lên Google để tìm xem mạng của mình thì phải soạn tin nhắn như thế nào nha. Sau khi các bạn gửi xong thì hệ thống sẽ báo là quý khách đã đăng ký thành công chuyển vùng quốc tế. Bởi vì chỉ chuyển vùng quốc tế thì bạn mới có thể xác minh số điện thoại. Sau khi chuyển vùng quốc tế xong rồi, bạn vào lại phần hồ sơ, kéo xuống phần xác minh số điện thoại ở đây. Ở đây, bạn nhấp vào chữ bắt đầu. Và khi xác minh số điện thoại thì SIM của bạn phải có ít nhất vài ngàn đồng nhé để gửi tin nhắn. Hệ thống yêu cầu các bạn sẽ gửi một đoạn mã qua một số điện thoại theo yêu cầu. Bạn copy đoạn mã này, sau đó gửi đến số điện thoại được yêu cầu như trong hướng dẫn. Và sau đó nhấp vào chữ I have sent the text, có nghĩa là tôi đã gửi cái đoạn tin nhắn đó, và chờ một chút. Và sau đó vào lại thì các bạn sẽ thấy phần xác minh số điện thoại đã có tích xanh lên. Như vậy là bạn đã xác minh số điện thoại thành công. Trong trường hợp mà các bạn gửi rồi nhưng hệ thống chưa duyệt thì có thể một là do lỗi hệ thống trong giai đoạn vừa rồi, hoặc là lý do thứ hai là có thể do mạng bị tắc nghẽn. Thì trong trường hợp này các bạn có thể thay đổi tổng đài qua những cái tổng đài gần ở Việt Nam hơn như Israel này. Như các bạn nhìn thấy tổng đài ở đây mặc định họ để là tổng đài USA, là tổng đài ở Mỹ. Thì các bạn có thể đổi qua những tổng đài khác ở gần Việt Nam và thử lại nha. Sau khi hoàn thành danh mục số 5, tiếp theo chúng ta đến với bước số 6 là di chuyển sang MyNet. Để di chuyển sang MyNet, các bạn cần thực hiện xác minh ví bằng cách kéo xuống phần góc cuối màn hình, nhấp vào đây. Và sau đó hệ thống yêu cầu các bạn nhập cụm mật khẩu ví của mình. Ở phần này bạn lưu ý hãy nhập cụm mật khẩu ví mà chúng ta vừa tạo ví ở trong bước số 2 và bước số 3. Bạn chỉ cần nhập 24 cụm ký tự vào đây và xác minh thì bước số 6 sẽ xanh lên. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong bước số 6. Sau khi hoàn thành xác nhận di chuyển sang MyNet, tiếp tục chúng ta đến với bước thứ 7 là gửi đơn đăng ký KYC. Bạn nhấp vào đây và tiến hành thực hiện KYC theo hướng dẫn như sau. Trước tiên bạn cần chọn quốc gia và vùng lãnh thổ ghi trên giấy tờ tùy thân của bạn. Thì như chúng ta biết thì các bạn nếu như ở Việt Nam, chúng ta chọn Việt Nam. Còn những bạn nào hiện tại đang định cư ở những quốc gia khác thì có thể sử dụng giấy tờ của quốc gia đó. Còn nếu như bạn chỉ sinh sống hoặc là làm việc hoặc là du học chỉ một thời gian ở một quốc gia khác như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, rồi sau đó bạn trở về lại Việt Nam thì bạn sử dụng giấy tờ Việt Nam để tiếp tục KYC nha. Sau khi mà chọn quốc gia là Việt Nam xong thì tiếp theo là bạn sẽ chọn loại giấy tờ tùy thân. Thì sẽ có 4 phần. Citizen ID ở đây có nghĩa là phần căn cước công dân của các bạn nha. Passport là hộ chiếu. National ID card là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Và cuối cùng là driver license, có nghĩa là giấy phép lái xe. Sau khi mà chọn một loại giấy tờ xong thì bạn tích vào 3 ô ở đây. Ô đầu tiên là ô mà bạn đồng ý điều khoản. Ô thứ hai là bạn đã trên 18 tuổi rồi. Và ô thứ ba là ô mà bạn sẽ đồng ý trả một bi để thực hiện xác thực. Sau khi bạn đã nhấn xong rồi thì bạn nhấn vào chữ bắt đầu nào. Sau khi bạn nhấn vào, đây sẽ là những bước bạn cần phải làm. Giấy tờ hình ảnh tùy thân này, nhập thông tin, thanh toán bi. Và bạn nhấn vào tiếp theo. Cái bước đầu tiên, bước 1 trên 3 là hình ảnh giấy tờ tùy thân. Thì hình ảnh này bạn cần chụp hai mặt, mặt trước và mặt sau. Trước tiên bạn sẽ chụp mặt trước. Ở đây có phần thêm ảnh mặt trước thì bạn nhấn vào. Rồi sau khi chụp xong tấm hình mặt trước xong thì bạn đợi cho nó tự up lên. Và sau khi up xong thì có phần là thêm ảnh mặt sau. Bạn nhấn vào phần thêm ảnh mặt sau để bạn chụp mặt sau của giấy tờ. Và sau khi mà bạn đã chụp mặt trước và mặt sau của giấy tờ rồi thì đến phần điền thông tin. Đây, điền phần thông tin ở đây. Vui lòng nhập dữ liệu của bạn bằng ngôn ngữ được thể hiện trên giấy tờ tùy thân này.
Đó, nên là nếu như chúng ta chọn giấy tờ là tiếng Việt thì chúng ta phải điền đúng cái thông tin là tiếng Việt ở trong giấy tờ. Còn này, ví dụ nếu bạn sử dụng một loại giấy tờ tùy thân viết hoàn toàn bằng tiếng Hàn Quốc thì bạn cũng phải điền tên của mình bằng tiếng Hàn, có nghĩa là họ sẽ so sánh giấy tờ của bạn với cái thông tin mà bạn điền ở đây. Thì trong tờ KYC này thì có thêm một phần là middle name nữa, như các bạn nhìn xuống ở dưới đây là có phần tên là phần đầu tiên, là bao gồm tên lốt và tên. Phần thứ hai là middle name. Thì phần middle name này có một cái chữ ở trong ngoặc, đó là optional, có nghĩa là không bắt buộc, bạn có thể điền hoặc không điền. Và phần thứ ba là phần họ tên. Vậy thì ba phần này điền như thế nào? Ví dụ như bạn tên là Nguyễn Văn A thì bạn điền phần họ là Nguyễn. Phần middle name thì bạn có thể điền là Văn, và phần tên bạn có thể điền là A, hoặc một cách khác là phần họ bạn vẫn điền Nguyễn, nhưng phần tên thì bạn có thể điền tên lốt và tên là Văn A. Còn phần middle name bạn có thể để trống, bởi vì phần middle name này là không bắt buộc. Đó, có chữ mở ngoặc là optional, là không bắt buộc, cho nên bạn có thể điền hoặc không điền. Nhưng bạn lưu ý này, có nhiều bạn ở phần họ tên như thế này thì điền luôn cả họ và tên là Nguyễn Văn A luôn, thì nó sẽ là không đúng nha. Phần họ tên này chỉ là phần họ thôi nha. Sau khi điền xong phần họ tên của các bạn thì bạn tiếp tục chọn phần giới tính của mình, nam thì chọn nam, nữ thì chọn nữ. Sau đó là bạn tiếp tục đến phần nhập ngày tháng năm sinh. Thì nếu như bạn nào mà dưới 18 tuổi mà vẫn thực hiện KYC thì đến cái bước này các bạn sẽ nhận được một cái thông báo từ đội ngũ Bigatim. Đó là cái thông báo như thế này, đó là quay lại sau, do luật và quy định tất cả những người dưới 18 tuổi cần sự bảo lãnh của cha mẹ để gửi dữ liệu KYC, vui lòng đợi cho đến khi ứng dụng của chúng tôi cung cấp cơ chế bảo lãnh của cha mẹ trong tương lai. Cho đây là khi mà các bạn điền ngày tháng năm sinh và hệ thống đọc được bạn dưới 18 tuổi thì sẽ có một cái thông báo như thế này và bạn bắt buộc phải quay ra. Thì sau khi điền ngày tháng năm sinh xong, tiếp theo là phần số giấy tờ tùy thân thì bạn điền lại giống y số căn cước công dân và chứng minh nhân dân của mình. Thì có cái phần expiry date of ID, có nghĩa là phần thời hạn của giấy tờ. Những bạn nào mà có căn cước công dân á, bạn sẽ nhìn vào cái góc bên trái màn hình ở phía dưới cái phần tấm hình chụp của các bạn sẽ có cái phần thời hạn của giấy tờ, thì bạn nhập cái thời hạn đó. Thì hiện tại có những cái căn cước công dân nó có thời hạn, nhưng cũng có những cái căn cước công dân nó không có thời hạn. Vậy thì trong trường hợp mà nó không có thời hạn thì bạn tích vào cái ô ở đây là My ID does not have expiry date. Thì câu này dịch ra có nghĩa là cái giấy tờ của tôi không có thời hạn, thì bạn có thể tích vào đó nếu như trong trường hợp là giấy tờ của bạn không có. Tiếp theo là tới phần quốc gia cư trú. Thì nếu như bạn ở Việt Nam thì mình chọn là Việt Nam thôi. Đến cái phần mà mã zip code của các bạn, thì ở phần mã zip code nếu không biết thì bạn có thể lên mã bưu chính .vn để tìm kiếm tỉnh của bạn. Và mã zip code thì bạn phải ghi theo địa chỉ thường trú của mình nha. Bạn có thể điền mỗi mã tỉnh hoặc là thành phố cũng được. Thì ở phần mà zip code này thì bạn chọn mã có 5 số. Hiện tại thì đã áp dụng cái loại mới nhất là loại 5 số. Đấy, cho nên bạn sử dụng loại 5 số nha. Và sau khi bạn đã điền đầy đủ hết thông tin thì bạn sẽ nhấn vào bước tiếp theo. Thì bạn sẽ bắt đầu tới bước thứ ba là bước xác nhận danh tính. Ảnh thì bây giờ đã chụp rất là nhanh rồi, chỉ thực hiện đâu đó qua khoảng 3 bước là sẽ xong. Như ở đây 3 bước của chụp hình thì nó bao gồm là looking the camera, các nghĩa nhìn thẳng vào camera. Sau đó đến bước thứ hai là get ready to take a photo, có nghĩa là họ sẽ sẵn sàng chụp cho bạn một tấm hình sau thời gian đếm ngược. Rồi chụp xong thì đến bước thứ ba là mỉm cười. Sau khi mỉm cười xong là xong nha các bạn, chỉ có 3 bước như vậy thôi, rất là nhanh. Đấy, xong rồi họ sẽ ghi là kiểm tra thực thể sống đã thực hiện thành công này. Sau khi các bạn xong rồi thì họ sẽ cho các bạn duyệt lại giấy tờ một lần nữa và họ sẽ xử lý trong vòng khoảng vài chục giây thôi. Bạn chờ ở mục chúng tôi đang xử lý tài liệu của bạn như thế này này, nó quay. Và nếu như bạn gặp trường hợp này, dữ liệu của bạn bị thiếu, được phát hiện, thì bạn nhấn vào chữ quay lại và kiểm tra nha. Và bạn sẽ thấy họ báo là trích xuất hình ảnh không thành công. Họ có nói là trích xuất khuôn mặt của bạn từ ảnh giấy tờ tùy thân không thành công, vui lại tải lại một bức ảnh mới. Có nghĩa là có thể do mình chụp quá mờ hoặc là mình chụp không đúng. Thì bạn cứ chụp lại đủ ánh sáng là được. Bạn cố gắng đem ra ánh sáng tự nhiên và sáng nhất để chụp cho nó rõ nha. Kiên nhẫn chụp cho đến khi nào thành công thì thôi nha. Bởi vì mình cũng phải chụp nhiều lần. Và bạn đợi họ duyệt thì như mình là duyệt rất là nhanh. Duyệt khoảng 5 phút xong là mình tiến hành trở thành người xác thực luôn. Và sau khi mà đã quét thành công rồi thì hệ thống sẽ tải khuôn mặt của bạn lên và bạn xem lại hết toàn bộ những giấy tờ tùy thân mà bạn đã chụp cũng như khuôn mặt mà bạn đã selfie.
Đó, và sau đó câu hỏi cuối cùng là bạn có gửi đơn đăng ký không? Sau khi gửi đơn thì không thể thay đổi và phải đảm bảo tất cả những dữ liệu cung cấp là hợp lệ, vì bạn không thể thay đổi sau khi gửi đơn. Khi mà bạn đã xem lại một lần và thấy toàn bộ thông tin là đúng thì bạn nhấn vào đúng dữ liệu chính xác, còn nếu không thì bạn nhấn vào tôi muốn sửa lại. Và sau khi mà bạn nhấn vào đúng dữ liệu chính xác có nghĩa là bạn đã thực hiện xong quá trình KYC. Ở đây có ghi là xin chúc mừng, đơn đăng ký của bạn đã được gửi. Cảm ơn bạn đã gửi đơn đăng ký KYC của mình và bạn sẽ sớm nhận được thông báo về tình trạng đơn của mình. Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn có thể đăng ký trở thành người xác thực KYC trong tương lai. Xin cảm ơn. Và đó là bạn đã hoàn thiện xong cái quá trình KYC bằng tiếng Việt của mình. Và bạn nhấn vào phần xem trạng thái thì ở đây bạn sẽ biết được là mình đã được duyệt hay chưa. Như ở đây thì là đang trong quá trình đang xem xét này, đã đăng ký và đang xem xét. Quá trình này sẽ mất một thời gian tùy thuộc vào số lượng người xác thực KYC trong khu vực của bạn. Và như vậy là bạn đã hoàn thiện xong quá trình KYC. Sau khi KYC xong, bạn cần chờ kết quả hoàn thành. Nếu như hệ thống báo màu tím đang xem xét, có nghĩa là đơn KYC của bạn đang được hệ thống kiểm tra. Bạn cần chờ đợi để hệ thống kiểm tra đơn KYC của bạn. Khi đã kiểm tra xong và không có gì phải thay đổi thì hệ thống sẽ chuyển qua màu xanh lá cây và ghi đã hoàn thành. Khi hệ thống đã hoàn thành có nghĩa là bạn đã KYC thành công. KYC thành công xong thì sẽ đến bước cuối cùng là bước di chuyển sang mainnet. Ở bước này nếu hệ thống của bạn màu tím có nghĩa là bạn phải chờ để được di chuyển sang mainnet. Bước này bạn không cần làm gì cả, bạn chỉ cần đợi hệ thống kiểm duyệt. Điều này có thể mất một khoảng thời gian ngắn hoặc dài tùy thuộc vào hệ thống. Khi mục này có màu xanh lá cây lên, có nghĩa là hệ thống đã di chuyển số bi của bạn sang mainnet. Bạn có thể vào ví bi của mình để kiểm tra số bi đã được di chuyển. Nó sẽ có thông báo như sau nếu như hệ thống chuyển sang màu xanh lá cây. Đó là xin chúc mừng bạn đã được thêm vào hàng đợi di chuyển tự động. Ở bên dưới nó có chữ tình trạng là complete, có nghĩa là đã hoàn thành. Và họ sẽ ghi quá trình di chuyển ban đầu sang mainnet của bạn đã hoàn tất. Với chừng đó số bi đã được di chuyển đến địa chỉ ví này. Bạn có thể kiểm tra lại địa chỉ ví này với địa chỉ ví trên danh mục số 3 xem nó có trùng khớp hay không nha, bởi vì pi nó sẽ được chuyển về đây. Sau đó bạn vào đúng cái ví pi mà bạn đã xác định trong danh mục số 3 và danh mục số 6 để nhận pi của mình. Và đó là toàn bộ hướng dẫn của mình để các bạn có thể hoàn thành các bước cần thiết để di chuyển sang mainnet. Tất cả quá trình này khi mà làm video thì có thể rất là nhanh, nhưng khi các bạn làm thì có thể ở bước số 8 là bước chờ kết quả KYC và bước số 9 là bước di chuyển sang mainnet sẽ mất một khoảng thời gian dài, bởi hệ thống phải xử lý rất nhiều những đơn KYC và đơn xin di chuyển sang mainnet. Vì vậy hãy kiên nhẫn nếu như quá trình này kéo dài hơn những gì mà bạn mong đợi. Ok, đó là toàn bộ hướng dẫn của mình để gửi đơn KYC và di chuyển sang mainnet. Còn bây giờ cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.